con xin kính chào quý cô chú anh chị. Con tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú về cái cây mai nguyên thủy. Cây mai nguyên thủy là cái cây mà mình gieo từ nhỏ, từ hạt đó, rồi mình chăm tới bây giờ thì mình không có ghép. Thì đặc tính của cây mai nguyên thủy là mình rất là dễ chăm. Và cái cây nó cũng dễ ra hoa hơn so với cái loại mai ghép. Tuy nhiên thì cái cánh hoa của nó thì nó chỉ đạt được từ 7 cho đến 12 cánh thôi nha quý cô chú anh chị. Tại vì nếu mà cây mai con mà nó lên bông chuẩn mà nó 8 đến 12 cánh to như bông như cây mai mẹ thì mình không có ghép mai rồi. Đây con quay cái cây cho quý cô chú anh chị, cái cây mà lúc cái lá mình chưa có lãi á. Đây là cây mai nguyên thủy, mai dảo Hữu Đức nha. Cái lá của nó rất là to. Lá nó rất là to luôn nha quý cô chú anh chị. Tại vì cái này là cái nụ nó to, do đó là con chưa có lãi lá. Vài ngày nữa thì con sẽ lãi lá. Nè ở đây nè quý cô chú anh chị, nhìn những cái nụ cây nó rất là to, rất là khỏe luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình. Cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận. Con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị mà ở xa thì con sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý cô chú anh chị. Cái mai này thì một cái nụ như vậy thì nó sẽ nở được 4 đến 5 cái bông. Đây con quay cho quý cô chú anh chị xem một cái nụ nó vừa bung vỏ lụa nha. Nè quý cô chú anh chị thấy không? Cái cây của mình nó vừa bung vỏ lụa đây. Nó vừa bung vỏ lụa, một cái vỏ lụa vậy nè. Một cái vỏ lụa vậy là đến năm cái búp luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Một cái nụ như vậy nó bung được 5 cái búp thì một cây của mình nó rất là nhiều cái hoa, nó nở đồng loạt lên thì rất là đều, rất là đẹp luôn. Cây mai tàng này thì cái vàng nụ rất là nhiều luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì giống như con nói, một là trực tiếp đến địa chỉ nhà của con, còn cái cách thứ hai là liên hệ rồi cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Cây mai này là giống như con nói là cây mai nguyên thủy, thì tính từ miệng chậu đi lên thì cây nó cao hơn con. Con là được 1m50. Cây cao hơn con thì cây hiện tại nó cao tầm khoảng 1m5 cho đến 1m6 luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cái hoành của cái cây thì nó tầm khoảng là 23 cho đến 26. Cái hoành của cái cây và cái nhánh của nó thì nó sát cái gốc luôn. Đây là cái hoành của cây nè, một cái tay con cầm thì không hết. Cây của mình thì nó rất là khỏe, cành nó rất là nhiều. Cái này thì con đã canh lãi lá cho nó ngay Tết rồi á. Vàng nụ rất là nhiều, nụ rất là to, rất là khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Mình về thì là mình chỉ chưng thôi. Cái chậu này thì con nuôi nay là được 3 năm rồi nên cái chậu của nó hơi cũ. Nên quý cô chú anh chị mà lúc mua về á thì mình có thể tìm một cái chậu đẹp hơn, hoặc là mình sơn lại để cho cây mình nó đẹp hơn nha. Đây con quay ở đây là có một cái bông nó đã bung vỏ lụa rồi nè quý cô chú anh chị. Bữa nay là 20 Tết rồi, cây mai mình nó đã bung vỏ lụa rồi, nó đã bung lần lần rồi nha quý cô chú anh chị. Cây của mình rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với con. Nhân dịp đầu năm mới thì con xin kính chúc quý cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và có một cái đón một cái mùa xuân thật là vui tươi, an lành, vạn sự như ý.